Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu là một người chơi cá cảnh nước ngọt, chắc hẳn bạn từng nghe tới cái tên cá cầu vồng thạch mỹ nhân. Loại cá cảnh có màu sắc trải từ xanh tới đỏ vô cùng đẹp mắt. Kết hợp với ánh sáng đèn thủy sinh, cá thạch mỹ nhân là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bể thủy sinh nhà bạn. Về hình dáng, cá thạch mỹ nhân được có cái đầu xanh tím đẹp chuyển đổi dần sang màu cam thẫm ở phía đuôi. Cá cái tuy không đẹp bằng, nhưng cũng vô cùng lộng lẫy với sự kết hợp của hai màu sắc cam và xanh. Thạch mỹ nhân mang đặc điểm của những con cá rainbow khác, mắt to, miệng sâu chia làm đôi, hai vây lưng. Cũng như mọi con cá cầu vồng khác, thạch mỹ nhân mang một dải vảy ánh bạc từ mang tới khấu đuôi. Thạch mỹ nhân sống hòa bình, chúng thực sự đẹp khi được tung tăng trong một bể cá có nhiều ngóc ngách, sỏi nền. Chất lượng nước tốt cũng làm tăng thêm màu sắc cho cá. Một bể nên có chiều dài 60cm trở lên để cá có thể tự do bơi lội. Cá thạch mỹ nhân thuộc loại đẻ trứng. Sau khi đẻ trứng, trứng sẽ nở thành cá bột trong 6 tới 7 ngày. Trong giai đoạn này cho cá ăn thức ăn nhỏ, tươi. Rất khó có thể phân biệt giới tính của cá nhỏ. Mặc dù cá thạch mỹ nhân có miệng rộng, tuy nhiên cổ họng của chúng có xu hướng bị thu hẹp. Cho ăn thức ăn không nên lớn quá, nên cho chúng một chế độ ăn gồm hỗn hợp của những loại thức ăn đông lạnh, khô, tươi, được sắt nhỏ nhằm bổ sung cho chúng điều kiện dinh dưỡng tốt nhất, để chúng có thể lên màu rực rỡ nhất. Các thông số thích hợp nhất cho bể nuôi cá thạch mỹ nhân là nhiệt độ nên ở mức từ 22 đến 28 độ C và độ pH từ 6.0 đến 7.0. Vì thạch mỹ nhân sống rất hòa bình với các loài cá khác, nên bạn có thể hoàn toàn nuôi chúng trong bể cộng đồng để bể cá của mình luôn rực rỡ màu sắc và đa dạng về chủng loại. Vừa rồi là tổng quan về cá thạch mỹ nhân, loài cá vẻ đẹp không khác gì cầu vồng. Mong rằng chia sẻ của mình sẽ giúp bạn thêm yêu thích loài cá này, cũng như biết cách chăm sóc chúng một cách tốt nhất. Đừng quên like và bấm đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về thế giới cá cảnh bạn nhé!